Xin chào các bạn. Tối nay đội kịch Giao sẽ diễn tại Nâu Cà Phê. Và tối nay đội kịch sẽ diễn hai vợ, đó chính là vợ F và Lúc Lên Lá. Xin mời các bạn hãy cùng theo chân Duy Khánh vào trong nhé. Qua sáng giờ rồi gặp bà có chuyện này kể nghe nè. Tao vụ gì? Dễ sợ, biết luôn rồi. Tao nói định kể cái vụ mà thằng sát với công nhân phong. Tao nói rồi, sống nhau được, yêu nhau, tự cứu nhau, giờ giết nhau, hãm hại đời nhau rồi. Ủa phải hả? Dễ sợ, tao biết vụ gì luôn nè. Vụ con Tư tự tử phải không? Tao nói làm gì mà thất tình tự tử luôn đi, địa nghị dầm tê tê chứ tự tử không? Hôm qua mới đi năm na xong khóc lờ tức lệ sáng này khỏi khóc luôn. Ủa phải hả? Dễ sợ, tao biết vụ gì luôn. Bởi tao nói bà biết một bà không biết mười đây nè. Đội kịch Giang TV xin chào tất cả các bạn độc giả của Thế Giới Văn Hóa Online ạ. À, sau một thời gian Giang TV đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm trên YouTube và đã được đón nhận rất là nồng nhiệt của các bạn trẻ, và hôm nay Giang TV đã quyết định bứt phá thành lập đội kịch. Thực ra thì ước mơ thành lập một nhóm kịch của Giam đã có từ rất là lâu rồi, từ những ngày đầu thành lập Giam rồi. Nhưng mà lúc đó thì Giam chưa có đủ về nhân lực nè, những mối quan hệ và cuối cùng là sự biết đến của công chúng. Thì sau khi cái clip Kính Vạn Bông được tung ra rồi, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là bạn Huỳnh Lập Lời của nhóm là bắt đầu học năm nhất của trường Sâu Điện Ảnh ngành đạo diễn, và cuối cùng là sự giúp đỡ nhiệt tình của những bạn mà theo nghiệp diễn, ví dụ như là Duy Khánh Du hoặc là Trương Quý Nhi. Thì Giam TV bắt đầu quyết định là thành lập nhóm kịch của Giam và bắt đầu book show đi diễn ở các quán cà phê ở trong Sài Gòn. Tất cả các thành viên trong nhóm đều là những người rất là vui tính, cho nên dễ dàng hóa thân của những nhân vật, gây cười cho khán giả một cách rất là dễ dàng, cho nên đó cũng là một lợi thế. Và còn một cái lợi thế hơn nữa, đó là từ những clip mà Giam TV đã quay thì đã tạo ra ấn tượng ít nhiều cho khán giả. Vì thế khi mà được nhìn những cái nhân vật xuất hiện bằng da bằng thịt trên sân khấu thì khán giả cảm thấy hứng thú hơn, cảm thấy là thú vị hơn khi mà tận mắt thấy những cái nhân vật mà họ yêu thích diễn ngay trước mặt của họ. Ông ấy có một đứa con gái rất là xinh đẹp tài giỏi, là một nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nước Nam không ai sánh bằng. Wow. Một nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ dịu dàng nước Nam không ai sánh bằng. Phải, còn cô sẽ là một chàng hoàng tử khôn ngoan tuấn tú dũng cảm kiên trì và không bao giờ bị khuất phục. Quá dữ. Con là chàng hoàng tử khôn ngoan tuấn tú dũng cảm kiên trì không bao giờ bị khuất phục. Đúng, hai đứa yêu nhau nên vợ nên chồng, lúc có gia đình ta tha hồ mà có tiền mua xe chính chủ. Trời ơi, tôi phải vụ này nha. Nhưng mà mẹ ơi, nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ dịu dàng nước Nam không ai sánh bằng, không yêu chàng hoàng tử khôn ngoan tuấn tú kiên trì dũng cảm không bao giờ bị khuất phục, thì làm sao mà chàng hoàng tử khôn ngoan tuấn tú kiên trì dũng cảm không bao giờ bị khuất phục có thể lấy nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ dịu dàng nước Nam không ai sánh bằng được hả? Trời ơi, đúng rồi. Ta nói mà chàng hoàng tử khôn ngoan tuấn tú dũng cảm kiên trì không bao giờ bị khuất phục, không yêu công chúa xinh đẹp thùy mỹ nước Nam không ai sánh bằng, thì làm sao mà chàng hoàng tử khôn ngoan tuấn tú dũng cảm kiên trì không bao giờ bị khuất phục có thể cưới nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nước Nam nữa? Nói cái gì mà cũng nói cho bằng được, làm sao mà không có chuyện đó được? Nhất định nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ. Ai? Theo mình nghĩ thì không có một vai diễn nào là sáo rỗng hay rẻ tiền, quan trọng là mình có biết làm sống động cái vai diễn đó hay không, và mình có nhập tâm, có nghiêm túc với vai diễn đó của mình hay không. Thì các bạn trong nhóm cần phải học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước, cũng như là quan sát những cái sự việc đang diễn ra ở xung quanh mình để có thể bổ sung thêm lượng kiến thức cũng giống như là kỹ năng về diễn xuất để có thể dễ dàng mà và có đủ tự tin để bước lên sân khấu và tạo tiếng cười cho mọi người. Kêu tinh thành là sao? Mất nhận thức giới tính dễ sợ. Mời anh thấy vậy. Rồi còn những người ta chuyển giới nha. Thì chuyển du lịch. Trời mẹ, chắc có thể đây là nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ như vậy nó ra không ai sánh bằng hả mẹ? Mẹ suy nghĩ lại rồi, con làm ơn đừng có nhắc đến cụm từ nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nó ra không ai sánh bằng nữa. Ủa, ai là nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ nó ra không ai sánh bằng? Là cô chính là nàng công chúa xinh đẹp thùy mỹ. Giả chết cái chung. Ủa là tôi hả? Tôi là nàng. Thôi. Mày khoái cái chức danh đâu quá hả? Mày dịu dàng quá ha. Như mọi người đã biết thì hầu hết các thành viên trong Giam đều là không được học qua trường lớp về sân khấu, nhưng mà mọi người đều có thể tự tin để đứng lên sân khấu để được thể hiện cái vai diễn của mình. Thì theo mình cái đó quan trọng nhất đó chính là lòng đam mê. Lòng đam mê sẽ giúp mình theo đuổi và thực hiện nó bằng cái tâm, bằng tấm lòng, bằng cả sức lực của mình để có thể là hoàn thành được cái vai diễn đó thật là tốt. Thì sân khấu kịch đang dần dần sống lại nhưng với tốc độ khá chậm. Vì thế mà sân khấu kịch đang rất là cần cái sự nhiệt huyết, cái lòng đam mê của những người có trái tim yêu nghề,
Và bên cạnh đó thì cũng rất là cần cái sự hưởng ứng, ủng hộ của quý vị khán giả. Nếu như được như thế thì sân khấu kịch mình nghĩ nó sẽ sống dậy mạnh mẽ hơn nữa. Đó cũng là những lời chia sẻ rất là thật lòng của các anh chị trong đội kịch Giam. Thì nhân cái buổi nói chuyện hôm nay, Khánh xin cảm ơn đến ekip Giam TV lúc nào cũng theo sát và ủng hộ đội kịch Giam từ những ngày đầu tiên. Và bên cạnh đó cảm ơn các bạn khán giả lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng đón nhận Giam TV cũng như đội kịch Giam. Khánh cũng như là các anh chị trong đội kịch Giam xin kính chào và hẹn gặp lại.